Các bạn thân mến, hôm nay thì mình đang có mặt tại ngôi làng có một cái tên rất là đáng yêu. Ngôi làng tên là Cá Chua Đớ. Khi mà nhìn từ trên cao thì ngôi làng nằm sâu trong một cái thung lũng, gọi tạm là thung lũng, bởi vì xung quanh ngôi làng được bao bọc bởi rất nhiều những ngọn núi. Con đường đi vào ngôi làng thì khá là ngoằn nghèo. Trong ngôi làng này thì theo quan sát thì khá là khang trang, khá là giàu có, bởi vì là rất nhiều những ngôi nhà được xây bằng bê tông. Thời điểm tôi đến ngôi làng thì các cháu thiếu nhi đang đi học. Đây này, đây là những cái ngôi trường của các con đang học. Đây là một cái điểm trường nho nhỏ. Các con đang học bài. Chưa đến giờ ra chơi, chắc đợi tí ra chơi thì chơi với chúng nó sau. Cái đường để đi vào phía trong ngôi làng này thì không được đổ bê tông, mà chỉ là những cái con đường mòn nhỏ nhỏ này thôi. Em chào chị. Chào chị nhá. Chị đi đâu đấy? Chị đi chơi. À, đi chơi à? Đi đón con hay đi chơi? Đi đón con à? Sắp đến giờ bọn trẻ con tan học rồi. Trong này thì những con đường đều được làm bằng những cái viên đá, mà bởi vì đi lại nhiều ấy, bây giờ nó rất là trơn. Đi nhẹ một phát thôi là trượt chân. Ở đây có bắt gặp một ngôi nhà được kè bằng những cái bức tường đá rất là dày như này, rất là cao. Không biết là có ai ở nhà không. Ui, con chó. Cháu ơi, con chó nó dọa chú sợ quá. Chị đuổi nó vào phan. Chị đuổi nó vào vào. Con chó này nó đang dọa mình. Này, nhà mình đi vào đường nào đấy? Vào nhà chơi được không? Đi vào đường nào? Thế chị trông em con chó em vào nhà chơi tí. Thấy cái gia đình này cũng khá là thú vị. Thôi cứ thử vào chơi xem sao. Ôi thôi, thôi. Con chó này nó gớm quá. Nhớ rồi. Chào cô. Cô đeo quẩy tấu đi đâu không biết. Cháu trông cho chú con chó cái. Đấy, nó định lao vào chú rồi kìa. Sợ thế. Ngôi nhà này được bao quanh bằng một cái bức tường đá rất là cao. À đây rồi, cổng vào đây rồi. Cháu ơi, mở cửa cho chú vào nhà chơi một tí. À, một em gái rất là xinh xắn. Chào em nhá. À, chào chú à, mấy tuổi rồi? 12 à? Thế sao không đi học? Ui ui ui. Hả? 11 giờ đi. À 11 giờ mới đi à? Thế nào, thế chú vào nhà chơi tí nào. Đi. Đi trước đi, chú đóng cửa nhá. Wow. Cô bé khá là xinh xắn, 12 tuổi. Cháu tên là gì? Tên là Mái. Mái à? Mái hay là máy? Mái. Mái à? À Mái là máy đấy. Vì trên này họ nói chuyện hơi. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Ui, ui rồi nó ngửi. Lúc nãy nó sủa ghê lắm, bây giờ nó ngửi làm quen này. Rồi, quen rồi, quen rồi. Ôi rồi, dùng hết cả tim. Rồi, gia đình lên rồi. Thế có mấy người ở nhà? Em chào chị nhá. Đây là mẹ của Máy à? À, chào em bé. Em mới sinh à? Mấy tháng rồi ạ? À 4 tháng rồi. Nhà gia đình mình ai cũng nói được tiếng Kinh nhỉ? Được à. Ôi giời ơi, trộm vía yêu quá, yêu quá. Thầy đáng yêu quá. Cái tóc nó bị làm sao này? Tóc này chắc là có cái màu đen ấy. Tóc màu đen á? Không, đây là nó đang bị bết mà rồi. Thế là nhà mình có mấy người hả chị?
Ê bé này 6 người. 6 người à? Thế đi làm hết rồi à? Nó đi học rồi. Đi học à? Thế cái máy là học lớp mấy rồi? Máy học lớp 7 nhưng mà chắc là học buổi chiều. Học buổi chiều à? À đây chắc là sách vở của máy đây. Đó. Máy ơi! Máy! Ra chú hỏi tí nào. À, tôi cũng ít khi xem chữ nghĩa của các cháu ở trên vùng cao ngày hôm nay, thử xem này. Chữ của máy nào? Đâu vở của máy đâu? Đây à? Ra đây mở, ra đây rồi cho chú xem nào nhé. Nào, chú xem chữ nào. À, đây. Chữ của một cô bé 12 tuổi trên vùng cao. Này, chữ này là hơi xấu đấy nhá. Chắc là xấu thôi. Xấu đúng không chị? Xấu. Chị có biết viết chữ không? Biết ít. Biết ít à? Nhưng mà chữ của máy thế này là chú thấy là rất xấu đấy, không phải hơi xấu nữa đâu. Rất xấu đấy. Này, xinh xắn như này mà viết chữ như này. Ôi dồi ôi. Nhưng mà 12 tuổi được đi học và biết viết chữ như này thì cũng là tốt hơn rất nhiều bạn khác rồi. Đấy, còn có cả sách tin học. Cháu biết dùng máy tính chưa? Tin học này. Không mua đâu, không mua cho đâu. À, không, à, chị được không? Con gái thì mua cho chắc là... anh bảo là mua điện thoại cho thì không được. À. Con gái thì nghĩa từ 16 tuổi mới được đấy. Là 16 tuổi mới được mua điện thoại. À. Thế máy đã thích dùng điện thoại chưa? Nó thích. Thích dùng rồi á? Mẹ không cho. À, mẹ không cho à? À ừ. Thôi đừng có dùng điện thoại sớm. Rất là xinh xắn đấy này. Cứ cười thôi. Thế hôm nay gia đình mình nấu cơm chưa? Nấu rồi, nấu ăn sáng rồi, chưa ăn chiều rồi. Chiều thì chưa ăn à? Thế máy hôm nay có món gì ngon không? Chú có xin bữa cơm. Chú xin. Chưa nấu. Chưa nấu, thế nhà mình ăn cơm hay là ăn cơm gạo hay cơm ngô? Chắc là cơm gạo thôi. Cơm gạo à? À. Nào, để xem là máy có khéo tay không nào. Chú xin bữa cơm nhá. Được không? Nhá. Thì có gì ăn đấy? Được không? Không á? Không, không phải ăn thịt thò gì đâu. Nhà mình có gì thì chú ăn cùng thôi. Nhá. Được không? Xấu hổ. Nhá. Ờ, có khi mẹ nói tiếng phổ thông tốt hơn con đấy nhở? Chứ mẹ đi học hết lớp 7 đâu mà. À, mẹ học hết lớp 7 à? Đó. Thế là cũng tiến bộ lắm rồi đấy. Không, nó thì nó đừa nhưng mà các em nó thì chỉ thì này có quá. À. Nghe đừa nhưng mà nó không đừa. À, nó à. Đừa ít thôi. À, đây là cái giường của máy này thì nó cũng được trang trí một cách rất là vùng cao. Mà để ý thì cô bé này cũng rất thích nghệ thuật đấy này. Bởi vì cô ấy có vẽ những cái bức tranh này. Đấy, một bức tranh cũng rất là sắc màu và đẹp. Ok, thế cảm nhận qua thì cô bé này cũng khá là hiền lành đấy. Thậm chí là hơi nhút nhát. Thôi nhá. Chú xin bữa cơm nhá. Giờ máy đi nấu cơm nhá. Được không? Nhá. Cứ cười thôi. Nó xấu hổ quá. Nó xấu hổ à? Nhá, 12 tuổi thì có gì mà xấu hổ? Chú thôi mà. Nó để ở nhà thôi mà xấu hổ. Không sao đâu. Em đến chơi thăm gia đình thôi mà. Tìm hiểu đời sống của mình thôi mà. Đúng rồi. Mẹ của máy thì là học hết lớp 7. Đó. Nhưng mà như chị ngày xưa mà học được hết đến lớp 7 là giỏi lắm đấy nhá. Đó, đúng không? Chắc là tốt rồi. Học hết lớp 3, lớp 2 thì chắc là có ý thôi, không có người biết kênh. Ừ, tức là để mà theo đuổi được đến hết lớp 7 ấy, mà cái tuổi của chị ngày xưa ấy là ít ít người học được. Đúng, hết lớp 7. Là bỏ thôi, không cho đi học ấy, bỏ ấy. Nếu mà chị được đi học thêm chắc là bây giờ chị sẽ làm một cái công việc như làm cán bộ đấy nhỉ? Ừ. Chị có nghĩ thế không? Đó mà. Mình tại vì ngày xưa mình thiệt thòi quá nên là mình không được đi học nhiều. Chứ không chị được làm cán bộ rồi đấy, bởi vì chị nói tiếng phổ thông rất là tốt và rất là sõi luôn.
Không, nó được ý thôi. Đấy, thế này là tốt rồi. Ừ. Ô, cậu bé này cứ cười à. Chú này cứ cười à. 4 tháng rồi biết cười. 4 tháng biết cười rồi. Ừ. Thằng bé này kháu quá mọi người ạ. Rất là trắng hồng hào luôn nhỉ. Úi ho à. Nào bây giờ đi ra vườn hái rau đi, nhà mình có vườn rau không? Ừ? Có. Đi. Đi. Đi xem nào. Để xem mà cuộc sống của cô bé này như nào. Thế máy là đang học lớp 7. Thế máy học hết lớp 9 máy có đi học cấp 3 không? Không ạ. Không á? À, tức là không muốn đi học cấp 3 hay là là gia đình không cho đi học, bố mẹ không cho đi học? Bố mẹ không cho đi học. À, bố mẹ không cho đi học à? Bởi vì là học cấp 3 ở đây ấy, thì các bạn ấy phải ở trọ, không được ở bán trú như kiểu học cấp 1, cấp 2 nữa. Mà cái chi phí ở trọ ngoài ngoài huyện ấy, tức là ngoài thị trấn ấy, chỗ trường cấp 3 ấy, thì nó cũng quá sức với các bạn ấy. Bởi vì tôi tiếp xúc rất nhiều các cô gái ở trên này thì thường lý do duy nhất là không có tiền để đi học. Còn các bạn ấy cũng rất là ước mơ và khao khát để được đi học. Hay là không muốn cho chú ăn cơm cùng ấy mà cứ bén lén đi. Hái rau đi xem nào. Không lẽ ăn rau gì? Ăn rau gì nào? Ăn rau gì để chú hái cùng nào? Ơ kìa, chú đang hỏi mà, thế hái đi, hái rau đi. Ở nhà có. À, ở nhà cũng có rồi à? Ơ thế là, thế dắt chú lên vườn rau để làm gì? Hả? Ô, cái cô bé này cũng lạ thật nha. Thế cô cứ ngại ngùng ngượng ngùng thế này. Thế có hái rau gì nữa không? Không ạ. Không à? Thế bây giờ lại đi về. Bây giờ lại đi về. Bây giờ khi mà ra ngoài nắng mình mới để ý kỹ là cô bé này có một cái nước da rất là trắng, rất là mịn và thậm chí là mũi rất là cao luôn. Cháu thử vén cái tóc ra xem nào, vén hết tóc mái ra xem nào. Vén nữa đi, cài cái tóc này vào tai đi xem nào. À, xinh không? Này cháu hơi bị xinh đấy nhá. Này, lông mày này cũng rất là đẹp luôn, đôi mắt to này. Mũi khá là cao mà gương mặt này rất là trái xoan luôn. V-Lai ấy, nếu mà gọi theo kiểu ở miền xuôi gọi là V-Lai ấy. Rồi, khá là xinh đấy. Rồi ôi, xấu hổ lắm. Thôi được rồi, thế đi về nhá. Đi về nấu cơm nhá. Máy mà sau này được đi học cấp 3 thì tôi nghĩ là cũng sẽ rất là tốt cho cháu ấy. Bởi vì là máy cũng có một cái ngoại hình khá là hơn với các bạn, so với các bạn ở trên này. Trắng trẻo, xinh xắn. À, chỉ tiếc là gia đình máy thì lại bố mẹ đẻ nhiều em quá. Nên là cái chuyện ưu tiên để cho con gái đi học ở trên này thì nó sẽ thấp hơn. Và chủ yếu là sẽ dành cho con trai. Con trai thì sẽ được ưu tiên đi học nhiều hơn. Cái khu bếp của nhà máy thì cũng rất là gọn gàng. À, không nấu cơm củi nữa, nhà có nồi cơm điện luôn nhờ. Thế là cũng hiện đại rồi đấy. Mà tôi để ý thì cái khu bếp của nhà máy nó không bừa bộn, gọn gàng lắm. Thế này thì cô bé này cũng gọi là ngăn nắp đấy. Nhưng mà gạo với cả chăn chiếu với cả sách vở nó cùng nằm chung trên một cái giường. Nấu ít thôi. Nhiều quá. Nấu cho, được rồi. Ui, nhiều quá. Nó cho hai cô bé đi học về. À, hai đứa nữa à? Ừ. À, tí nữa đi học về à? Con trai con gái ấy đi học về trường đấy. À, ừ. Ừ, may quá. Quên mất là nhà còn thêm những đứa trẻ khác. Còn một mình ăn thì không thể nhiều như vậy được. À, hay là nhà có gà không? Bắt gà đi. Bắt gà không? Không có gà. Không có gà à? Bắt gà đi. Chú mua lại gà. Nhá. Bắt gà đi. Rửa máy bắt gà đi. Bắt gà này mời cả gia đình một bữa ngon ngon một xíu. Các bé cũng đang đi học về nữa. Này chị, nhà có gà không? Có mà. Thế bắt một con mổ được không? Không, chắc có 4 con.
con ơi. Có 4-5 con này à? Chết hết rồi. Chết hết rồi á? Thế không bắt được con nào mổ à? Ai da. Thôi được rồi. Thôi đi nấu rau đi nhỉ. Chắc là không có cách nào để ăn thịt đâu. Hôm nào mua sau vậy. Nào đâu rau rau của cháu mà cháu bảo ở nhà có rồi đâu rồi. Rau đâu? Nó đùa là không có rồi. Mấy mà chắc là họ chắc là họ đất bảy rồi nhưng mà không biết biết nó tía không. Chắc là xấu hổ là không nó là biết không biết nó tía. Hóa ra là máy đi mua mì tôm. Chắc là định trưa nay ăn mì tôm à? Để xem à. Bữa trưa hôm nay cô bé sẽ xoay sở như nào. Quán ở đâu nhỉ cháu nhỉ? Đi vòng vèo thế. Bố ơi, bố mua mấy tầng. Đây là cái quán để mua mì tôm. À, gặp một bà đang dệt vải lanh. À không không không, để bỏ cất tiền đi, cất tiền đi. Không không, bà đừng lấy, cất tiền đi, cất tiền đi. Cất tiền đi, cất tiền đi, cất đi. Cất đi, cất đi, cất đi nhá. Cất đi, cứ bình tĩnh để chú xử lý nhá. Bà ơi, bà nói được tiếng phổ thông không? Không. Không à? Bây giờ cháu hỏi bà xem là có một thùng mì tôm hay là một thùng phở không thì chú mua cho cả thùng luôn. Mua hết luôn. Bò nên nha tia. Sẽ ốp vào mùa sáng hay tôm. Cháu lấy hết của bà luôn. Bà bảo sao? Bà bảo là có. Có à? Đâu bà lấy cho cháu đi. Đây ạ. Đây à? Đây là một thùng mì. À nó còn à. Cháu lấy hết chỗ này nhá. Lấy hết nhá. Đây, máy cầm đi, chú cháu mình mang chỗ này về. Tôi cũng khá là bất ngờ với cái gọi là quán của bà. Một cái gian hàng mà để trong nhà được bày lên những cái thùng cắt tông như này và thậm chí không còn hàng luôn. Còn cái thùng mì tôm này là cái chỗ hàng duy nhất. Mà bà bán hàng nhưng bà cũng không nói được tiếng phổ thông. Nghĩa là bà chỉ bán cho mọi người ở trong này thôi. Còn người lạ như tôi thì thực sự là không thể mua được hàng ở trong này luôn. Bao nhiêu gói mì nè? 120 tiền. 120.000 à? Ừ, ok. Bà bảo không có tiền ạ. Bà bảo không có tiền trả lại đúng không? Đó. Thì chú bảo là cái tiền thừa đấy là của cháu. Lần sau cháu xuống mua cái gì ở đây thì sẽ trừ dần. Và cái... Đấy, nói với bà. Ừ, nghe tiền. Còn gọi đi uống cáo chứ. Tao thì ừ, mua nhớ chứ mà mang cáo tốt ổn nhỉ. Lý nhỉ. Nhìn mua à mà. Đồng ý không bà? Chứ mua chỗ đâu. Rồi, đồng ý chưa? Thế cái tiền đấy là của cháu nhá. Khi nào cháu, bà có thì bà gửi cháu cũng được. Hay như nào cũng được nhá. Ở má cáo, tao thiếu mua mà mua bé tới tóm. Rồi. Thế là cuộc giao dịch đã diễn ra thành công. À. Đi về thôi. Đường về nhà thì luôn lách qua những cái hòn đá rất là trơn thì mới về được đến nhà. Cô bé ôm cái thùng mì vẹo cả người. Cần đào á? Cần đào. Chị nấu gì? Chị á? Ừ. À, nồi rau à? À. Nồi mì là vì nó mà mùa à. Mì tôm này bọn nó thích ăn không? À, bộ các cô thì thích ăn đấy. Ừ. Hai đứa bé thì à, đi học ở trường đây chắc là thích ăn nữa. Ừ. Nó thích ăn này, đi ăn sáng thì ăn mùa gỗ mì tôm đi học rồi. Ừ. Nó có cơ. À, thích ăn mì tôm buổi sáng hơn à? À. Ăn đồ nước nhỉ? Ừ. Con máy có thích ăn mì tôm không? Nó thích mà. À, em thì em thích mua cái phở hơn. Ừ. Vì cái mì tôm này nó hơi khó tiêu với cả nóng ruột ấy. Đúng rồi. Mà bởi vì cái quán của bà nó
không có gì cả. Nó không có gì đâu. Nó chắc là báo báo mình tô với kiểu ấy cho các cô mua đi ăn thôi. Cái quán không gọi là cái quán nữa. Không ai cuốn đâu. Cuốn thì ở Ủy ban thôi. Bên này không có. Muốn mua gì phải ra Ủy ban. Ờ. Cách xa nhà mình không? Xa mà. Chắc là đi một cây. Một cây à? Ừ. Nhưng mà sao lại không ăn cơm? Xấu hổ à? Nó chắc là con xó, nó thích ăn thì ăn, nó không thích ăn thì nó đi thôi. Này, ở nhà ăn cơm với chú chứ? Nào, chú không cho đi đâu. Ở nhà. Chiều mới học cơ, không cho đi đâu. Nhớ thì má lắm mấy tuần ấy, giờ thì nó để cho ý chả thì mà mù này. Ở nhà đi. Lắm mấy tuần. Chú chó ta có giờ nữa mà. Cháu không ở nhà là chú cũng không ăn cơm ở nhà đâu. Đào giờ trong này, nó còn lắm. Ở nhà nhá, tí tí nhà ăn cơm nhá. Nhá. Nhớ này ơi, hãy... Hay là nó xấu hổ em nên là nó muốn trốn. Nó chắc là xấu hổ thôi. Nhưng mà cái xấu hổ này lạ lắm nhá. Ăn cá lóc phan lỏng lắm mấy tấm à? Chú mày thì lỏng à? Lá chén nổ mà. Ăn mua rồi mà. Mướn tay lỏng mua thì. Nào, bây giờ làm gì nữa nè? Cầm bát đi à. Lấy bát à? Ờ. Ồ, bát nhà máy lại để ở trên một cái gác như này. Ờ. Thay bộ quần áo đi học này cũng ra dáng ra phết đấy. Ra dáng thiếu nữ đấy. Cái bộ vừa nãy thì mặc ở nhà thôi này. Trên đấy là bát à? Ờ. Ai cho pha nào nếu không cho ấy, muốn này nhà mà cho chiếc này. Mấy lưu ở mà. À mua ô bê lưu, ô lưu bê lưu rồi. Đều thật đấy. Sợ mình như sao mà dọn sách, dọn vở, sách quần áo mới để đi học luôn. Nhà ăn cơm. Cô bé này cứ mẹ la mẹ lẽn. Cháu sẽ nấu mì tôm mà. Chú bảo đừng nấu nhiều, đừng nấu nhiều nhá. Đó hai bố rồi. Không, thực ra chú không ăn cơm ở đây đâu. Không ăn đâu. Chú chỉ muốn mua quà tặng gia đình thôi. Với cả là mua quà cho cháu thôi. Xem cuộc sống của cháu như nào thôi. Nhá. Đừng nấu. Chú không ăn đâu. Tại vì cháu định bỏ đi trường nên chú giận rồi, chú không ăn đâu. Thế nó cho em bé ăn đây. Nấu cho em bé á? Là đứa nào? Đứa đi học về đây. À, đứa đang đi học về. Ừ. Thế cháu nấu cho em bé thôi nhá. Chú không ăn đâu. Cái kiểu bẽn lẽn ngại ngùng này mình thấy nó cũng hơi khác khác kiểu ở với cái lứa tuổi 12 này thì sẽ không bẽn lẽn nhiều như vậy, hoặc là bởi vì mình là một người lạ quá nên là thì máy ít tiếp xúc nên là cũng lạ. À đây à? Đây là em của máy đấy à? À cô bé này chắc là đói rồi này. Đó rồi, về sáng chưa luôn. Ăn ấy. À sáng chưa ăn sáng à? Chưa ăn sáng. Đói rồi. Đó rồi. À mà cho cái tên này thiên cao kể cái... Cô bé này tên là gì hả chị? Tên là Thủy ấy. Thủy á? Tên đẹp thế. Tên ngựa kinh. Tên ngựa kinh đúng không? Đúng, ngựa kinh là Thủy ấy. Thủy, ôi con thổi phù phù đi chứ. Con phải thổi đi. Cô bé vừa đi học về thì vào ăn cơm luôn. Chắc là rất là đói đấy. Nó rất đói rồi. Sáng thế buổi sáng sao lại không nấu cho nó ăn hả chị? Nó bảo là nó không ăn. Nó bảo thế. Nấu không ăn à? À, không thích ăn cơm buổi sáng gì? Nó ở trong nhà. Thích ăn đồ nước thôi. Thôi được rồi, chú biết rồi. Chú biết rồi. Ăn ngon lành thế. Thích kèm đen hiểu mày? Mì không người lái luôn. Không có cái gì đi kèm cái có quả trứng thì tốt là sẽ có một chút dinh dưỡng. Chứ cái mì này thì nó chỉ no thôi, còn dinh dưỡng thì không có được. Thế máy thì lát nó sẽ ăn cơm đúng không?
À hẳn đấy lo mua mà chua này. Thế tí cho chú số điện thoại nhá. Được không? Bây giờ đi học à? Máy vào máy xấu rồi, máy si, máy đi học. À bây giờ đi học luôn gì? Thôi ở nhà ăn cơm đi, chú cũng chuẩn bị về đây. Nhá, đợi chú tí chú bảo cái này. À, chú có một ít quà gửi cho máy. À, để cả cho mẹ nữa. Vâng. Thì để mọi người mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhá. Vâng. Cho mấy đứa bé này với cả cho cả gia đình mình ấy thì đi mua phở giúp em nhá. Được không? Được rồi. Hay là mua cái gì ấy thì đây này, chú không có nhiều đâu. Chú cho máy này. Cho máy với cả gia đình này. Đây máy mua đồ ăn cho các em nhá. Chào là, chú ạ. Ừ, thiếu cái gì thì cứ mua nhá. Thì chú cũng không có nhiều đâu. Chắc là mua đồ ăn sáng là được, bởi vì đi học mà nhịn đói nhà thì cũng nguy hiểm lắm. Thì mua cái nha. Phở ngon ngon đấy nhá, đừng mua mì tôm nhá. Vâng vâng. Ừ, đừng mua mì tôm. Mua phở với mua gạo ha. Ừ, mua phở, mua phở với mua gạo. Ngon. Ừ. Đừng mua mì tôm bởi vì ăn mì tôm nó không tốt đâu. Ừ. Trẻ con ăn mì tôm không tốt đâu. Đường mông thì ăn mì tôm thì được rồi, ông cả. Thì bởi vì mình không có nên mình bắt buộc phải ăn thôi chứ còn thực ra nó cũng không tốt đâu. Ừ. Thế bây giờ có đi học nữa không? Có. Đi á. Thì bây giờ chú cũng đi về luôn ấy. Thì chú cháu mình cùng đi nhá. Ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng video tại đây. Thì rất mong nhận được sự yêu quý cũng như là đồng hành của tất cả các quý vị khán giả. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.